thế giới vượt mốc 200 triệu ca COVID-19. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 200 triệu ca ngày 3 tháng 8, khoảng 19 tháng sau khi đại dịch bùng phát ở WUSAN. Theo thống kê của Odometer, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới hiện lên tới 200,2 triệu ca, với 4,2 triệu ca tử vong và hơn 180,5 triệu người được chữa khỏi. Mỹ, Ấn Độ, Brazil là ba quốc gia đứng đầu thế giới về số ca bệnh với lần lượt 36 triệu, 31 triệu và 19,9 triệu ca. Tại châu Âu, Guadeloupe, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp sẽ được áp dụng đợt phong tỏa mới kéo dài ít nhất 3 tuần để kiểm soát làn sóng dịch COVID-19 khu vực này đang ghi nhận hơn 3.000 ca mắc mới mỗi tuần, tăng gấp 10 lần so với 3 tuần trước đó. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19 Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19 Đội tuyển Hy Lạp hôm thứ Ba đã rút khỏi nội dung thi bơi nghệ thuật tại Thế vận hội Olympic Tokyo sau khi 4 vận động viên nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tại châu Á, chính quyền thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc tuyên bố sẽ xét nghiệm toàn dân để sàng lọc những người mắc COVID-19 sau khi ghi nhận các ca nhiễm mới đầu tiên trong hơn một năm. Trong khi đó, Nhật Bản đe dọa sẽ công khai lên án những người không tuân thủ các biện pháp phòng dịch sau nhập cảnh. Để làm gương, chính quyền đã công khai danh tính ba công dân Nhật Bản cố tình trốn tránh cơ quan chức năng sau khi trở về từ nước ngoài. Nhật Bản đang yêu cầu tất cả những người nhập cảnh, bao gồm cả công dân nước này, tự cách ly trong hai tuần. Trong thời gian đó họ được yêu cầu sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh theo dõi vị trí và báo cáo về tình trạng sức khỏe. Tại châu Mỹ, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO cho biết chiến dịch tiêm ngừa COVID-19 nên ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương như người bản địa, người vô gia cư, những người có nguy cơ tử vong cao hơn. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19 Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19 theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC, Mỹ, khoảng 3 phần tư số cư dân trên 18 tuổi ở nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, tính đến thứ hai. Thành phố New York sẽ trở thành thành phố lớn đầu tiên của Mỹ yêu cầu bằng chứng về việc tiêm ngừa COVID-19 đối với những người muốn đến nhà hàng, phòng gym và các cơ sở kinh doanh trong nhà khác. Tại Trung Đông, Israel cảnh báo người dân nên hạn chế đến Mỹ và một số quốc gia khác. Israel cũng cho biết sẽ thắt chặt các biện pháp kiểm dịch đối với khách du lịch trong nước như một phần trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của biến thể Delta. Trong lĩnh vực phát triển y tế, Viện Huyết Thanh nhà nước Đan Mạch cho biết việc kết hợp vaccine AstraZeneca với liều thứ hai là vaccine Pfizer-BioNTech hoặc Moderna mang lại khả năng bảo vệ tốt. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19 Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19 Biến thể Delta lan rộng đẩy ngưỡng miễn dịch cộng đồng lên, cao hơn nhiều. Sự lan rộng của biến thể Delta đã đẩy ngưỡng miễn dịch cộng đồng lên trên 80% và có thể tiến gần mức 90%. Hội nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm Mỹ nhận định ngày 3 tháng 8 năm 2021. Tỷ lệ trên cho thấy ngưỡng này cao hơn nhiều so với ước tính trước đó là 60-70% bởi biển thể Delta có khả năng lây nhiễm gấp đôi. Richard Franco giáo sư tại Đại học Alabama tại Birmingham cho hay. Một điều rõ ràng là đây là virus rất nguy hiểm, nguy hiểm hơn nhiều so với chủng virus ban đầu, chuyên gia Franco đánh giá. Miễn dịch cộng đồng dựa trên khái niệm rằng khi một tỷ lệ dân số nhất định được tiêm vaccine ngừa bệnh hoặc đạt được miễn dịch sau khi khỏi bệnh thì việc này sẽ giúp bảo vệ một tỷ lệ dân số rộng hơn, cũng như giảm lây nhiễm. Gần 60% người dân Mỹ đã nhận được ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19 và khoảng 50% đã được tiêm vaccine đầy đủ, tức là khoảng 165 triệu người, dữ liệu từ Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, CDC, cho hay. Ngoài ra, 35 triệu, 333 triệu người Mỹ từng mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Gạch chéo chấm, Ấn Độ sẵn sàng cung cấp một triệu liều thuốc điều trị COVID-19 cho Việt Nam. Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, rất nhiều công ty dược phẩm lớn ở Ấn Độ như Hetero, Dr. Reddy, Cipla, Jubilant, Mylan, Zidus và Cadila, các doanh nghiệp này cam kết sẽ cung cấp cho Việt Nam khoảng 1 triệu liều thuốc điều trị COVID-19 Remdesivir trong vòng 30 ngày tới. Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, Ấn Độ sẵn sàng cung cấp 1 triệu liều thuốc điều trị COVID-19 cho Việt Nam. Theo thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, trong các buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Công thương Ấn Độ, phía bạn sẽ xem xét tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp Ấn Độ hoàn thiện các thủ tục xuất khẩu. Do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh và gây ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của người dân Ấn Độ, dịp cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm nay, chính phủ Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu mặt hàng này quyết định trên được nới lỏng thành hạn chế xuất khẩu vào ngày 14 tháng 6 vừa qua, để được xuất khẩu doanh nghiệp cần hoàn thiện thủ tục tại Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ hoặc các văn phòng đặt tại các trung tâm kinh tế lớn. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19 Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19 Chi tiết tin tức, những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19 Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe, Ngày đăng 17 tháng 6 năm 2021, Việt Nam và cả thế giới đang phải chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch COVID-19. Để phòng ngừa dịch bệnh, ngoài thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế thì tiêm vaccine giúp chúng ta giảm nguy cơ mắc bệnh và giảm mức độ nặng khi mắc bệnh. Càng nhiều người được tiêm ngừa chúng ta càng có thể kết thúc đại dịch COVID-19 nhanh hơn nữa. Theo các chuyên gia y tế, tiêm vaccine là một trong những biện pháp hiệu quả, chủ động để phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, giúp giảm các biến chứng, di chứng nặng và tử vong. Cũng giống như các loại vaccine giúp ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm khác, vaccine COVID-19 giúp cơ thể chúng ta phát triển khả năng miễn dịch chống lại virus gây bệnh COVID-19. Ngoài tác dụng giảm số người nhiễm virus Sars-CoV-2, các loại vaccine phòng COVID-19 sẽ giúp làm giảm số trường hợp bị biến chứng nặng do mắc bệnh, giảm số người phải nhập viện điều trị do bệnh nhẹ và giảm nguy cơ tử vong. Vì vậy, tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hữu hiệu giúp cuộc sống của chúng ta trở lại bình thường. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, người tham gia tiêm chủng cần có sự chuẩn bị trước khi đi tiêm như tự đánh giá nguy cơ bản thân, nếu có nguy cơ mắc COVID-19 cần xét nghiệm để đảm bảo không bị nhiễm virus. Nếu có bất cứ triệu chứng nào như sốt hoặc triệu chứng nhiễm trùng, cần thông báo cho y tế và không đến điểm tiêm chủng. Tại thời điểm đi tiêm, người tham gia tiêm chủng cũng cần thông báo đầy đủ cho y bác sĩ về tình trạng sức khỏe của bản thân bao gồm tiền sử bệnh tật, tiền sử dị ứng với bất cứ tác nhân nào, đặc biệt là dị ứng với liều tiêm vaccine COVID trước đó. Trong buổi tiêm, cần tuân thủ các quy định của buổi tiêm theo đúng quy trình của Bộ Y tế. Sau khi tiêm xong, cần ở lại điểm tiêm chủng để được cán bộ y tế tư vấn và theo dõi ít nhất 30 phút sau khi về nhà người được tiêm chủng cần theo dõi sức khỏe bản thân ít nhất hai ngày những điểm cần lưu ý bao gồm các dấu hiệu tại chỗ như sưng nóng đỏ tại nơi tiêm chú ý tuyệt đối không đắp bất cứ thứ gì vào nơi tiêm nếu có sốt theo dõi thân nhiệt cặp nhiệt độ khi sốt sử dụng thuốc hạ sốt đúng liều lượng và theo dõi đáp ứng với thuốc hạ sốt nếu phát hiện bất thường về sức khỏe, phải báo ngay cho nhân viên y tế để được tư vấn và xử lý kịp thời. Lưu giữ cẩn thận phiếu xác nhận tiêm chủng và mang đến điểm tiêm khi đi tiêm mũi tiếp theo. Khuyến cáo: để đảm bảo hiệu quả tối đa của vaccine, mỗi người cần phải được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine và tỷ lệ bao phủ tiêm chủng phải đạt 70% đến 85% để có miễn dịch cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời sau khi tiêm chủng vaccine vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thông điệp 5K để đảm bảo an toàn cho mình, gia đình và cho cộng đồng trước đại dịch COVID-19. Tiêm vaccine COVID-19 là quyền lợi của cá nhân, là trách nhiệm với cộng đồng, khi đến lượt bạn hãy đến cơ sở y tế để được tiêm vaccine và theo dõi sức khỏe. Y tế, từ vụ 22 nhân viên mắc COVID-19 ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, quan trọng nhất là 5K trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cá nhân, cộng đồng, bác sĩ khuyến cáo người dân phải chấp hành nghiêm quy định 5K, với người đã tiêm vaccine hoặc người tiếp xúc với người đã tiêm vaccine. 13 tháng 6 năm 2021 Từ vụ 22 nhân viên mắc COVID-19 ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân phải chấp hành nghiêm quy định 5K, kể cả với người đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc người tiếp xúc với người đã tiêm vaccine. Sáng 13 tháng 6, 22 nhân viên y tế tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân mắc COVID-19. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, HCDC, 22 trường hợp này gồm 7 nhân viên phòng công nghệ thông tin và 15 nhân viên phòng hành chính quản trị. Bệnh viện cũng tạm phong tỏa để tiến hành điều tra, truy vết, khử khuẩn môi trường. Đánh giá ban đầu có thể nguồn lây từ ngoài đi vào bệnh viện. Phía trước cổng bệnh viện bệnh nhiệt đới, người nhà của nhân viên y tế và những người đang điều trị tại bệnh viện đưa đồ dùng sinh hoạt vào bên trong, ngày 12 tháng 6. Ảnh chân phúc trao đổi với báo Lao động, bác sĩ Trương Hữu Khanh, bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian phong tỏa, bệnh viện bệnh nhiệt đới có thể xét nghiệm lại toàn bộ nhân viên y tế. Bệnh nhân trong cơ sở điều trị, phải xác định được SARS-CoV-2 đã tồn tại và lây lan trong bệnh viện bao lâu để có những đánh giá chính xác nhất về tình hình. Cùng với đó, xác định mức độ nguy cơ, phân luồng từng trường hợp để tiếp tục theo dõi, giám sát. Từ đó, đánh giá mức độ và nguy cơ từ nguồn lây của các trường hợp này với bệnh viện và đưa ra những giải pháp, cách xử lý phù hợp, kịp thời. Để hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm chéo trong bệnh viện và nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào bệnh viện bác sĩ Trương Hữu Khanh nhận định, điều quan trọng nhất là chính nhân viên y tế phải tuân thủ tốt quy định 5K kể cả trong và ngoài bệnh viện. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cá nhân, cộng đồng, bác sĩ Khanh khuyến cáo người dân phải chấp hành nghiêm quy định 5K, kể cả với bản thân người đã tiêm vaccine hoặc người tiếp xúc với người đã tiêm vaccine. Việc tiêm ngừa có giá trị trong việc giúp bản thân người tiêm vaccine có thể ít lây bệnh hoặc không thể lây bệnh cho cộng đồng. Cùng với đó, bản thân người này nếu có mắc bệnh thì sẽ nhẹ hoặc không tử vong, bác sĩ Khanh chia sẻ. Được biết, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là một trong số 18 cơ sở y tế trực tiếp điều trị COVID-19 của cả nước được Bộ Y tế xét ưu tiên tiêm chủng vaccine AstraZeneca trong đợt đầu tiên. Bệnh viện tiến hành đợt tiêm chủng vaccine COVID-19 đầu tiên vào tháng 3 với khoảng 900 nhân viên y tế. Trong ngày 12 tháng 6, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn hỏa tốc đến bệnh viện Công lập và ngoài công lập về việc yêu cầu viên chức, người lao động trong bệnh viện tuyệt đối tuân thủ các biện pháp 5K theo đúng quy định của Bộ Y tế. Đảm bảo tất cả nhân viên trong bệnh viện phải mang khẩu trang trong suốt thời gian làm việc tại bệnh viện. Sau so giờ làm việc ở bệnh viện, nhân viên y tế chỉ nghỉ ngơi và làm việc tại nhà, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh. Cùng với đó, không tụ tập bạn bè hoặc người thân, không ở cùng gia đình, để sinh hoạt, ăn uống, không đi đến những nơi đông người nếu không thực sự cần thiết. Y tế, đã tiêm vaccine COVID-19 vẫn mắc bệnh, chuyên gia nói gì? Nhiều nhân viên bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm đủ hai liều vaccine phòng COVID-19 nhưng vẫn mắc bệnh. Vậy tiêm phòng vaccine COVID-19 rồi sẽ miễn nhiễm với virus hay không? Ý nghĩa của việc tiêm vaccine phòng bệnh như thế nào? người nhiễm bệnh đã được tiêm vaccine hầu như không lây cho người khác. Tiến sĩ BS Phạm Quang Thái trưởng văn phòng tiêm chủng miền Bắc, Phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho rằng vaccine COVID-19 không đem lại sự bảo vệ tức thì. Tiêm vaccine rồi vẫn có thể bị mắc bệnh. Ít nhất 12 đến 14 ngày sau khi tiêm mũi đầu tiên, cơ thể mới bước đầu có tác dụng. Sau so tiêm mũi thứ hai, vaccine COVID-19 đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu từ một tháng trở lên, Ngoài ra, hiệu quả này cũng chỉ đạt ở mức khoảng 60-90% đến 90 tùy theo từng loại vaccine. Vaccine COVID-19 không bảo vệ tuyệt đối, nhất là khả năng bảo vệ cơ thể không mang mầm bệnh. Điều này có nghĩa là khi đã tiêm vaccine, chúng ta có thể không mắc COVID-19, nhưng vẫn có khả năng trở thành người mang virus và lây bệnh cho người khác, vị chuyên gia này cho hay. Theo BS Thái, cho đến thời điểm này, những loại vaccine mà chúng ta đang có vẫn có tác dụng phòng đối với virus đặc biệt là phòng thể nặng. Điều này rất quan trọng cho những người có nhiều nguy cơ như mắc bệnh lý nền, người cao tuổi, người mắc bệnh đặc biệt, thì việc phòng thể nặng đã rất tốt, chưa kể đến phòng nhiễm. Đó là lý do tại sao, ngoài việc tiêm vaccine, người dân vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 5K hết sức nghiêm ngặt. Bởi vì, tiêm vaccine cũng chỉ có thể giảm nguy cơ lây nhiễm nhưng vẫn có thể mắc bệnh và có nguy cơ lây cho người khác, dù khả năng lây nhiễm cho người khác đã giảm đi nhiều, bác sĩ nói. Bác sĩ Thái phân tích bằng chứng cụ thể nhất là vụ dịch COVID-19 ở Bệnh viện nhiệt đới Trung ương hay ở Điện Biên, đã có những người được tiêm vaccine COVID-19 vẫn nhiễm bệnh. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng, lây thứ cấp từ những người nhiễm SARS-CoV-2 đã được tiêm vaccine COVID-19 hầu như không có, rất hiếm, bác sĩ cho hay. Đã tiêm vaccine cầm chắc việc có kháng thể chống lại virus. Theo chuyên gia này, tỷ lệ bảo vệ sau khi tiêm mũi một vaccine COVID-19 là khá thấp chỉ từ 30 đến 50%, thậm chí là thấp hơn. Với tỷ lệ bảo vệ thấp như vậy, vẫn sẽ có những người tiêm một mũi mà bị nhiễm bệnh, đặc biệt những người vừa tiêm xong, chưa đủ để tạo ra kháng thể. Sau khi tiêm mũi một ít nhất khoảng 12 ngày trở đi, cơ thể mới có thể tạo ra kháng thể. Tiêm phòng vaccine COVID-19, ảnh Hải Nguyễn, con virus này né tránh miễn dịch rất tốt, vì vậy, nhiễm bệnh rồi nhưng tạo ra kháng thể hay không rất khó nói, vì virus này có những protein gây cản trở việc sinh kháng thể. Nhưng vaccine thì khác, đã tiêm vaccine rồi sẽ cầm chắc việc sinh kháng thể, bác sĩ Thái nhấn mạnh. Theo bác sĩ...